Hello, xin chào tất cả anh em. Thì ngày hôm nay thì như em đã thấy đây, vừa rồi em bóc là cũng liền lúc là 4 cục đẩy LX7409 ra. Thì 4 cục đẩy này em có test cho 4 mắt khách anh em nhé. Ngày hôm nay là ngày đúng đầu tuần thứ hai. Đó, hôm trước thì nó rơi chủ nhật, nó rơi vào mùng 7 tháng 3 thì em không gửi hàng được nhé. Hôm nay đầu tuần thứ hai này em bóc 4 cục liền một lúc gửi cho anh em. Đó, hàng quá đẹp luôn đúng không ạ? Tất cả hàng mới King Kong bóc hộp hết anh em nhé, hàng hai lớp hộp. Đó, đây là những cái vỏ hộp của nó đây. Đó. Toàn hàng hai lớp hộp thôi. Đó, rất là xịn sò. Đấy. Và bây giờ em sẽ bật công tắc nguồn lên này. Đấy, bật công tắc nguồn của từng cục đẩy một nhá anh em nhé. Đó, cục thứ nhất này. Đó, phải test thật kỹ cho các bác. Thứ hai, cục thứ ba này, ok chưa ạ? Cục cuối cùng rồi, bốn cục này thì đã lên điện nguồn hết rồi anh em nhé. Đấy, máy chạy anh em có thể thấy đây, bốn chạy bốn bốn cái cục đẩy này chạy liền một lúc mà nó êm do luôn ạ. Đấy, khẳng định với em những con này thì nó chơi rất là ok, có quá nhiều anh em mua trong thời gian vừa qua rồi. Đấy, tiếng rất là sáng và rất là sạch anh em nhé. Con này sử dụng nó mạch class 2H. À, mạch class 2H ok chưa? À, đây là cái dòng đẩy 4 kênh, nó cho ra công suất là chuẩn nó là 900W trên một kênh, thì anh em cũng đã rất là nhiều anh em cũng đã tham khảo kỹ vào cuối cùng và mua mẫu đẩy này thì rất như ngày hôm nay là đến 4, tất cả có 4 bốn bác là cũng cũng đã đặt hàng của bên em và anh em đều cọc hết 500 rồi nhé. Giá của đài này hiện tại bên em đang bán với giá là 8.600.000 đồng. 8.600.000 đồng. Tất cả đều có tem bảo hành chống hàng giả hết cho anh em và anh em quét mã QR check bảo hành điện tử nhé. Con này chiều sâu của nó thì nó rơi vào tầm cũng phải tầm ngoài 50 cm em nhé, 50 đến 52 cm. Đó, rõ lốt vân tay luôn, không ạ? Hàng rất là xịn sò. Đó, anh em có thể thấy đây, bốn cục vừa đặt lên nhìn nó quá phê luôn đúng không ạ? Đó, rất là đẹp. Đó, sẽ quay mặt đằng sau cho anh em xem. Đó, ở đây thì em vừa rồi cắm điện nguồn đây anh em nhé. Đó, cắm điện nguồn đây, đây là dây đằng sau đây. Đó, quay từng vị trí một cho anh em. Đó, tất cả các chế độ tất cả các chế độ cả sang paleo ST đây thì em đã gạt đầy đủ hết cho anh em rồi. Đó, gạt đầy đủ hết cho anh em rồi. Vị trí giữa anh em nhé, về anh em nào mà chơi paleo anh em gạt sang bên tay phải, còn nếu không thì chúng ta cứ để giữa thôi. Đó, đánh từng kênh riêng biệt đúng không ạ? Đây là độ nhạy này, độ nhạy thì cứ để cho em giữa thôi. Đấy, gạt sang là 1,0V. Ok chưa? Tất cả các nút gạt này đã gạt ok hết rồi. Đó. Ở đây bốn đường input đây đúng không ạ? Bốn đường input để ra cái lối. Các chế độ paleo ST đầy đủ cho anh em. Độ nhạy đầu vàng, những cái đường bên mạch bên trong của nó anh em thể thấy đây, nó rất là chất. Đường output đầu ra anh em nhé, đầu ra loa đây, chúng ta sử dụng jack speakcom kết nối ra nguồn loa. Thì với dòng đẩy này thì khi anh em mua thì nó tặng cho anh em bốn cái jack đường trích, bốn cái jack như thế này anh em nhé, bốn cái jack như thế này và em cũng đã đấu sẵn như thế này rồi. Em đấu sẵn thế này về để cho anh em kết nối ra loa rồi. Bây giờ em sẽ kết nối và test từng loa một đấy, để cho anh em. Này sẽ test trực tiếp em nhé, không qua một thiết bị xử lý âm thanh nào hết. Cho nó cho nó đây là nhạc đầu vào đây. Cắm ok chưa? Đây là lấy tín hiệu từ máy tính anh em nhé. Lấy tín hiệu từ máy tính. Cắm vào thôi. Giờ sẽ mở một cái bản nhạc lên rồi.
mở một cái bản nhạc lên để cho anh em nghe xem. Tiếng này ui anh quá căng luôn. Ở đây kênh 1 này, kênh 2 này, ok chưa? Đó, đó đây kênh 2 này, kênh 1 này. Tiếng nghe quá phê mà. Đây là anh em nghe rất là mộc của một đài F7409. Chưa qua một cái thiết bị xử lý âm thanh nào hết anh em nhé. Ở đây mỗi kênh này em chơi một cặp loa 30. Chơi linh loa ra, mỗi kênh chơi cặp loa 30. Ok chưa? Sáng luôn. Đó, tép phải nói là tép rất cẩn thận. Đó, em sẽ tép nốt kênh 3, kênh 4 này. Và cục này này. Cái rắc này nó rất là chặt anh em nhé. Về anh em phải cắm chặt cho em. Đó, rắc này nó khá là chặt. Đó, sẽ đấu dây loa. Rồi, giờ sẽ tép nốt kênh 3, kênh 4 này. Ui chưa? Em yêu đây nhau cơ chưa? Đó, kênh 3 nhá. Kênh 4 này. Đó, cả hai kênh này. Cái cục đẩy đầu tiên này xong rồi đúng không ạ? Em sẽ test sang cục đẩy thứ hai này. Đó. Hôm nay test từng cục đẩy một để cho các bác yên tâm luôn. Đó. Kênh 1, kênh 2. Ok chưa? Đó, giờ sẽ sang cục đẩy thứ hai em nhé. Cục đẩy này vừa ok rồi đúng không ạ? Giờ sẽ test kênh 1, 2 cục đẩy thứ hai này. Một nhá. Hai là đó, hai là nói về tôi, xin người đừng yêu tôi cho tình yêu khắc hoài, vì đâu dám hứa hẹn gì, nhiều đêm tôi mong được vòng tay ai ôm kín nỗi cô sầu mà thật thà trên. Trao chắc tình với một đời bốn ba. Và em phải bóc cái lớp ni lông chống dính này ra anh em nhé. Đó, lớp ni lông chống trước này ra. Vì trên mái vẫn còn lặng hành trang. Biết ngày nào tôi lại về kinh. Tiếng quá ok đúng không ạ? Chung là cứ phải test hết. Đó, test từng kênh một đúng không ạ?
em sẽ test sang kênh 3, kênh 4 này. Đó, kênh 3 anh em nhá. Kênh 4 à. Đã từ lâu tôi miệt mài xuôi quân, nay rừng mãi núi thầm tìm vui khắp các nẻo. Dài đêm thâu tôi ngồi đợi sáng canh, thiên can vắng âm thầm. Mở một cái bản nhạc khác em nhé, nghe cho nó tiếng xem nó. Đây, mở một cái bản nhạc này. Bao nhiêu thương nhớ sang ngày, bọn tôi không hưởng cười mà lòng nghe buồn riêng phận. Khói thuốc chưa lần trăm hồi, chưa từng quên mùi mà giờ thì nghe ấm môi. Đêm nay đêm đã khuya rồi mà lời lòng chưa gửi. Giờ buồn người. Cục thứ hai đã xong đúng không ạ? Giờ sẽ test sang cục thứ ba. Anh em thấy test nhanh ạ? À? Test rất đơn giản đấy anh em nhé. Đó, test rất đơn giản thôi. Tất cả em cũng đã cắm vào hết rồi. Sử dụng này. Test cẩn thận về, tại vì các bác toàn ở xa thôi. À, có bác ở tận trong Đồng Tháp cơ. Đó, kênh 1 cũng đẩy thứ 3 này. Kênh 2 này. Kênh 2, cả 2 kênh nhá. Có yêu thương thành phố, phải yêu thương lối rừng là người trai hiên ngang. Tất cả công tác nó ở trong này anh em nhé. Anh em lưu ý nhé, về bản sắc ở trong đây. Kênh này đêm nay bên cạnh cả hai kênh này. Đêm đã khuya rồi mà lời lòng chưa vừa đi. Giờ hồn người áo phương xa vẫn vờ từng đêm qua. Đời trai nghiệp lấy đang sẵn khô nhưng vẫn đi cho thỏa chi. Mấy thuở đường làm quen đó đây sông vùng vùng chia sẻ đau thương ngọt bùi. Ok, đó còn mỗi cục đẩy cuối cùng thôi đúng không ạ? Kênh 1 anh em nhá. Kênh 2. Có yêu thương thành phố, phải yêu thương lối rừng mới là người trai hiên ngang. Tép lên tiếng là ok đúng không ạ? Rất nhanh thôi.
kênh 3 này, kênh 4 này, 6. Tiếp 4 khung đẩy này rồi xong. Đó, toàn bộ là ok rồi. Giờ thì sẽ đóng hàng và gửi đi cho 4 anh trong ngày hôm nay. Đó, thì là cũng rất là cảm ơn anh em nhá. Đó. Qua ngày 30 đó, ngày mùng 10 tháng 3 thì bán, anh em thể thấy đây. Độc riêng về cục đẩy F709 này là bán là 4 cục rồi. Đó, hàng rất là chất lượng cho anh em. Thì anh em nào mà có nhu cầu thì anh em cứ liên hệ trực tiếp với bên em thôi. Đó, cái này thì máy chạy nó quá là êm luôn. Đó, và máy chạy rất là mát anh em nhé. Sờ đằng sau quạt chạy rất là mát luôn. 4 cục như một luôn anh em nhé. Sờ 4 cục như một luôn. Đó. Rồi, ok. Cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi video. Và anh em nào mà đang có nhu cầu mua hàng thì anh em cứ liên hệ trực tiếp với em thôi. Tất cả hàng mới chính hãng và bảo hành cho lên tới 12 tháng. Hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo ạ.